Tìm hiểu về Aki, nhân vật đáng thương nhất trên Chainsaw Man. Số phận là một trong những thứ bất công bằng nhất trên thế giới này. Có người mới sinh ra đã vinh hoa phú quý, sống hạnh phúc cả đời, nhưng cũng có người nếm trải đủ mọi khổ đau, cay đắng của một kiếp người. Một trong số những nỗi khổ đau lớn nhất chắc chắn phải là việc tận mắt chứng kiến cảnh cả nhà mình bị sát hại. Đúng rồi, mình đang muốn nhắc đến Aki Hayakawa đấy anh em ạ. Đây có thể được xem là một trong những nhân vật sở hữu mảnh đời bất hạnh nhất trong Chainsaw Man nói riêng và vũ trụ manga anime nói chung. Thậm chí đến phút giây cuối cùng trong cuộc đời mình, anh vẫn không có bất cứ một khoảnh khắc nào được sống vui vẻ. Để tưởng niệm số phận bạc bẽo của thanh niên tóc samurai, hôm nay mời anh em cùng đi tìm hiểu tất tần tật về Aki nhé. Và lại là mình, Weebu Never Die đây. Chúc anh em một ngày tốt lành. Tuổi thơ và mối thù quỷ súng. 13 năm trước, cả thế giới phát cuồng trước sức mạnh của súng. Họ dùng nó như thứ vũ khí tối thượng chống lại quỷ. Tuy nhiên, sau khi có quá nhiều con người bị chính thứ này tổn thương, nỗi sợ súng tăng lên còn nhanh hơn cả giá xăng. Và quỷ súng xuất hiện với sức mạnh chưa từng có tiền lệ. Aki lúc bấy giờ là một đứa trẻ bình thường, có cha, có mẹ, có em trai. Anh đang cùng cậu em của mình có một buổi chơi ném tuyết vui vẻ. Thì dao, đòn tấn công của Gun Devil quét qua như một đường thẳng tử thần xóa sổ mọi sự sống. Aki như chết lặng khi nhìn thấy toàn bộ người thân bị sát hại chỉ trong vòng cái chớp mắt. Ngay từ giờ phút ấy, cuộc đời anh dường như đã bước sang một trang mới, trang u tối, chỉ có một màu duy nhất mang tên màu thù hận. Anh thề rằng phải đích thân tìm và tiêu diệt quỷ súng. Muốn làm được như vậy, chỉ có một con đường duy nhất, chính là trở thành thợ săn quỷ. Con đường sự nghiệp thợ săn quỷ. Denji từng nhận xét về nghề thợ săn quỷ rằng chỉ có 3 loại người trong cái nghề này. Thứ nhất là để bảo vệ gia đình, thứ hai là để kiếm tiền, và thứ ba là bị bắt buộc giống như cậu và Power. Nhưng Aki lại là một trường hợp đặc biệt, trong mắt anh chỉ có trả thù và trả thù. Từ trước khi Denji nhập hội, Aki đã là một chiến binh kỳ cựu được Makima xem trọng. Bất cứ ai thân thiết đều biết rằng thanh niên đó là một kẻ không cần mạng. Anh sẵn sàng mạnh lên bằng bất cứ giá nào, dù phải trả giá bằng tuổi thọ, chỉ để chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với quỷ súng. Trong vài năm ròng rã, Aki cùng với các đồng đội của mình, trong đó có Himeno, luôn lao vào những trận chiến với đám quỷ cực mạnh để thu thập mảnh của Gun Devil với niềm tin rằng chỉ cần sưu tầm đủ số thì sẽ có thể trả thù. Tuy nhiên, có một điều ít ai biết rằng dù Aki không coi trọng tính mạng của mình ra gì, nhưng sự an toàn của đồng đội được anh vô cùng xem trọng. Trong những lần bạn bè đồng đội hy sinh, anh thường sẽ châm một điếu thuốc, tự ngồi khóc trách rằng mình quá yếu không thể bảo vệ họ. Đặc biệt nhất là cái chết của Himeno. Tóm lại, anh đã đánh đổi mọi thứ từ tuổi thọ, đau đớn thể xác cho đến giày vò tinh thần, chỉ để có thể thu thập đủ mảnh của quỷ súng và báo mối thù năm ấy. Nhưng khi mọi chuyện tưởng như đã điểm thì sự thật mới vỡ lẽ. Quỷ súng đã bị tiêu diệt ngay sau đó khi nó ban phát dân chủ, chiến dịch mà chính phủ gọi là tiêu diệt quỷ súng. Chẳng qua là chiến tranh giữa các quốc gia mà thôi. Dù không nói ra nhưng ai nhìn vào cũng thấy Aki lúc bấy giờ đã cosplay Sơn Tùng lạc trôi giữa đời rồi. Bởi vì mục tiêu sống hàng chục năm nay đùng một cái biến mất như xe cộ nhà cửa sau mùa World Cup thì có ai mà chịu nổi anh em. Nói đi cũng phải nói lại, dù bị hận thù che mờ lý trí nhưng Aki vẫn là một thằng con trai, vẫn còn một cái đầu nữa, cho nên tình cảm nam nữ là thứ không tránh khỏi. Đặc biệt nhất, mối quan hệ này cũng là thứ đã mang đến bất hạnh cho cuộc đời anh. Anh em đã đoán ra ai chưa nào? Đúng rồi, chính là siêu cấp chap girl, senpai đít bự, bà hoàng thao túng tâm lý, Makima. Mối quan hệ với Makima. Trong lần đầu Denji được giới thiệu với tư cách là thợ săn quỷ, Aki đã dở trò ma cũ định bắt nạt ma mới. Nhưng đâu biết rằng thằng đó là men, kết cục là trứng cút xúc xích lẫn lộn hết cả lên. Hỏi ra thì mới biết là do Denji quá thân thiết với Makima nên thanh niên ghen anh em ạ. Điều đó làm mình nghĩ đến trường hợp trước đây anh chàng samurai cũng giống như Denji, săn quỷ trả thù đời, sau đó gặp được Makima mới bắt đầu trở thành thợ săn quỷ chuyên nghiệp. Điều đáng nói là Aki yêu Makima một cách thật hơn rất nhiều so với Denji. Vì sao anh em biết không? Vì trong lòng của anh chẳng ai thay thế được quỷ chi phối cả. Nhưng trong lòng của Denji thì lại tồn tại rất nhiều cô gái, nào là Power, Reze, vân vân và mây mây. Cũng vì điều đó nên Hayakawa đã bỏ lỡ một mối tình đáng lẽ phải rất đẹp với chị gái mắt trột Himeno. Nói sâu hơn vào mối quan hệ giữa hai người, Aki tin tưởng Makima một cách tuyệt đối. Dù chả biết là anh có tình cảm hay là do cô bị chi phối. Ngược lại, Makima chỉ xem Aki như những công cụ, thậm chí còn thua cả đám husky ở nhà cô. Thứ quỷ chi phối muốn ở Hayakawa là làm việc, cống hiến đến khi nào chết thì thôi. Thậm chí ở những sự kiện quan trọng, Aki còn không được phép từ chối trước những gì Makima quyết định. Cuối cùng cũng vì tình yêu mù quáng ấy, anh dù không phải bị chính tay Makima sát hại, nhưng có thể nói rằng cô nàng là nguyên nhân gián tiếp đẩy anh vào con đường ấy. Cái này thì là mình nhớ đến mấy thanh niên sad boy vào thế hệ 9X ấy. Cứ thất tình phát nào là lại ra tiệm tattoo lên 3 chữ hận đàn bà phát ấy. Tiếc là Aki chưa kịp hận đã hẻo rồi. Nhấn F để cầu phúc cho anh chàng tóc samurai anh em nhé. Sức mạnh đơn thuần. Như mình đã nói ở trên, rất có thể Aki đã trải qua một tuổi thơ gắn liền với những trận chiến, cho nên khả năng thể chất đơn thuần của anh vượt trội hơn một con người bình thường. Anh có thể bị Denji đá thẳng vào thằng em mấy phát liên tiếp nhưng vẫn còn tỉnh táo, bị Kobeni đâm, bị quỷ kiếm chém, nói chung là độ trâu bò gấp 3-4 lần người bình thường. Ngoài ra, Aki còn là một kiếm sĩ cự phách, dù rất ít dùng tới nó do thanh kiếm này được sơn tăng sức mạnh từ quỷ lời nguyền. Đặc biệt nhất, Aki là một trong số các nhân vật hiếm hoi giữ vững được ý chí đến cả ngưỡng cửa của cái chết. Anh chưa từng sợ hãi, chưa từng nhụt chí và luôn bình tĩnh một cách lạ thường vào những giờ phút quan trọng. Chúng ta có thể kể đến như việc Aki là người duy nhất đứng ra bảo vệ Denji trong không gian quỷ vĩnh hằng, hay pha kiểm soát cảm xúc để chống lại quỷ ma chẳng hạn. Có điều trong một thế giới quỷ làm bố như thế này, dù sức mạnh đơn thuần có to lớn như Kishibe hay Quan Si cũng đều phải lập khế ước với ít nhất một con quỷ thì mới mong không bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Và Aki càng không ngoại lệ. Ta cùng đi xem anh đã ký giấy đăng ký kết hôn với con quỷ nào nhá. Khế ước với quỷ. Đầu tiên là quỷ lời nguyền. Giống như cô nàng đam mê vodka đến từ Liên Xô, Denji ký một hợp đồng rằng nếu anh dùng cây kiếm của mình đâm vào bất kỳ ai 3 lần, quỷ lời nguyền sẽ xuất hiện và tấn công kẻ đó. Lưu ý rằng kiếm thật chứ không phải theo nghĩa bóng đâu anh em nhá. Đa số các con quỷ bình thường, thậm chí ở mức khá mạnh, nếu bị quỷ lời nguyền tấn công đều nắm chắc phần thua trong tay. Đổi lại, mỗi lần rút kiếm, Aki sẽ tiêu hao một phần tuổi thọ. Tính cho đến khi gặp Denji, tuổi thọ của anh chỉ còn vỏn vẹn 2 năm. Tức là từ khi trở thành thợ săn quỷ đến nay, Hayakawa đã chiến đấu bằng kiếm rất nhiều lần. Đúng kiểu bán linh hồn cho quỷ theo đúng nghĩa đen luôn anh em ạ. Thứ hai là quỷ cáo. Đây được xem là loài quỷ thân thiện với con người vì chúng mang dòng máu của bọn boss ngáo. Bằng việc cho nó ăn một phần da tay, Aki có thể triệu hồi một chiếc đầu quỷ cáo khổng lồ bằng động tác tay và hô con. Cú tát của quỷ cáo có sức sát thương tương đối lớn khi đủ hạ gục quỷ đĩa, thậm chí là phá hủy cả một tòa nhà. Tuy nhiên sau lần chơi dại cho nó ăn quỷ nhân thì Aki đã bị boss của mình dỗi, từ đó không triệu hồi được nữa. Thứ ba là quỷ tương lai. Chả biết hiệp hội cố tình hay cố ý mà lại sắp xếp cho một thanh niên cool ngầu, lạnh lùng ít nói như Aki đến gặp một con quỷ vừa nhây vừa hài lại còn lắm mồm để ký khế ước. Theo người dẫn đường kể lại, quỷ tương lai là một trong những kẻ sở hữu sức mạnh hữu dụng nhất, cho nên ai muốn ký khế ước với nó đều phải trả một cái giá khá đắt. Nào là các giác quan trên cơ thể, một nửa tuổi thọ hay tăng 30 kg trong một tháng, vân vân và mây mây. Nhưng với Aki, nó chỉ yêu cầu được trú ngụ trong mắt của anh mà thôi. Lý giải cho việc này đó là vì quỷ tương lai muốn chứng kiến tận mắt cái chết đầy thú vị này. Về sức mạnh, quỷ tương lai sẽ chia sẻ một tầm nhìn tương lai cho Aki, giúp anh thấy được đòn tấn công cũng như những sự kiện sắp xảy ra. Nếu anh em là fan One Piece hẳn sẽ hiểu ngay, chính là Haki quan sát thấu thị tương lai đấy. Thậm chí bằng việc cho đầu vào hốc cây giữa bụng của chú hề này, Aki còn thấy được cái chết của mình. Có điều anh tỏ ra chấp nhận và không hề lo sợ. Ngoài ba con quỷ trên ra, Aki còn sở hữu sức mạnh của quỷ súng. Tuy nhiên không phải hợp đồng, càng không phải giống như Denji. Thay vào đó anh bị sát hại và chiếm mất cơ thể, trở thành một quỷ nhân, chấm dứt một cuộc đời đau khổ và bế tắc. Cái chết của Aki. Trong cuộc nói chuyện với quỷ thiên thần, Aki dường như đã tìm được một ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời mình. Anh quyết định không chấp nhận cái chết mà thay vào đó là chống lại nó. Và người đầu tiên anh nghĩ đến không ai khác ngoài Makima với lòng tin tuyệt đối vào cô nàng. Nhưng đời không như là mơ. Aki tìm đến Makima chính là nấc thang cuối cùng đưa anh đến với cái chết. Chính phủ Mẽo lúc bấy giờ để có thể ban phát dân chủ nhiều hơn, họ quyết định ký khế ước với 20% quỷ súng để hạ sát Makima. Quỷ chi phối biết điều đó và dùng toàn bộ những gì mình có để chống lại, trong đó có cả quỷ thiên thần và Aki. Trận chiến ấy không được làm rõ, nhưng kết quả là Hayakawa bị quỷ súng giết chết và chiếm lấy thể xác. Trong tư tưởng của mình, anh lại rơi vào chiều không gian tuổi thơ khi đang chơi ném tuyết. Mỗi cú ném tuyết trong tư tưởng chính là một đòn tấn công nhắm vào người xung quanh. Bằng một cách nào đó, Makima đã để quỷ nhân Aki chạy thoát đến chỗ Denji và giữa họ nổ ra một trận chiến nảy lửa. Cuối cùng nhờ vào haki nhân vật chính cũng như sức mạnh tình bạn từ những người xung quanh, Denji đã chiến thắng. Dù không muốn nhưng cậu buộc phải ra tay để giết quỷ súng, đồng nghĩa với việc kết thúc luôn sinh mạng của Aki, giống như những gì mà quỷ tương lai đã phán. Nhìn vào cái chết ấy, hẳn ai là độc giả Chainsaw Man đều thấy tiếc thương cho Aki. Nhưng nếu xét rõ hơn, độ bi thương còn tăng lên gấp 10 lần. Vì sao anh em biết không? Thứ nhất, Aki bị người mình yêu nhất, Makima, đẩy đến chỗ chết. Thứ hai, anh bị chính kẻ thù mà mình đổi cả thanh xuân theo đuổi đánh bại, tức là quỷ súng. Và thứ ba, người ra tay cuối cùng tiễn Aki về với thế giới bên kia lại chính là cậu em trai không chung huyết thống mà anh luôn yêu thương, bảo vệ, Denji. Còn gì đau hơn nữa, đúng không anh em? Cho nên nói Aki là nhân vật có số phận bi thương nhất trên Chainsaw Man, mình nghĩ không có gì là thái quá cả. Mọi người có nghĩ như vậy không? Comment bên dưới ta cùng thảo luận nhé! Trước khi kết thúc nội dung chính, mình còn muốn gửi đến anh em một chuyện bên lề liên quan đến Aki nữa. Nếu anh em để ý kỹ, ngay từ khi anh xuất hiện, tác giả đã hin rằng đây sẽ là nhân vật chết dưới tay quỷ súng, kẻ thù lớn nhất đời mình, và Hayakawa không thể báo được mối hận ấy với những bằng chứng sau. Thứ nhất, tên của anh là Aki, bắt nguồn từ chữ Aka. Thứ hai, kiểu tóc của anh trông rất giống hình dạng quỷ nhân sau khi bị quỷ súng chiếm cơ thể. Và thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, chính là vì Aki được quá nhiều fan yêu mến đấy anh em ạ. Với 20 năm kinh nghiệm đọc manga, nào là Attack on Titans, Jujutsu Kaisen, rồi giờ là Chainsaw Man, thì mình đã đúc kết được kinh nghiệm rằng chỉ cần nhân vật nào được fan yêu mến quá kịch liệt, tác giả sẽ bằng mọi cách tiễn họ đi về với bình nguyên vô tận. Cho nên sau này nếu anh em thích ai thì cũng đừng thể hiện ra quá lộ liễu nhá, mắc công lại phải tốn nước mắt đấy. Mình thì mình cũng chả cay gì Fujimoto đâu, vì mình hiểu sự đau khổ của độc giả là niềm vui của tác giả mà. Anh em nào cũng thấy không hề cay như mình thì nhớ để lại một like nhá. Giờ thì chúng ta cùng đến với góc comment ngay thôi nào. Đầu tiên là bình luận của bạn Hồ Hoàng Chiêu. Không sao, em sinh tháng 10. Ái chà, may thế nhở. Cơ mà chúng ta đang sinh sống ở Việt Nam, cho nên tháng nào cũng thế thôi. Nếu bạn là người Nhật thì khác à nha, gọi quỷ súng là DBRR luôn ấy chứ. Bình luận thứ hai trong video ngày hôm nay đến từ bạn có cái tên mà mình không đọc nổi. Đáng lý ra quỷ thần, quỷ địa ngục phải mạnh hơn quỷ súng chứ. Mình thì nghĩ là vì quỷ địa ngục là đại diện cho nỗi sợ địa ngục chứ không phải là chủ của địa ngục. Còn quỷ thiên thần cũng là đại diện cho nỗi sợ thiên thần chứ không phải sở hữu sức mạnh toàn năng của một thiên thần. Cho nên việc hai nhân vật này yếu hơn quỷ súng cũng là điều dễ hiểu thôi bạn ạ. Thời xưa thì mình không biết sao, chứ thời nay chắc chắn con người sợ súng hơn thiên thần hoặc là địa ngục đấy. Và cuối cùng là bình luận của bạn Jocasta. Về câu hỏi của anh thì em nghĩ là những nước khác e ngại khi Liên Xô sở hữu quỷ súng và họ gây áp lực khiến Liên Xô phải giao những phần của quỷ súng cho nước khác. Kiểu như mạnh quá lại bị nói xấu là tính gây chiến tranh ngày nọ hoặc bị đe dọa cấm vận. Chính vì vậy Liên Xô mới giao những phần của quỷ súng cho các nước khác nhưng vẫn giữ phần lớn cho bản thân. Ái chà, em nói chỉ có chuẩn, nghe cứ như chính trị gia thế này thì lên tivi ngay và luôn thôi chứ còn đợi gì nữa. Và cuối cùng, nếu anh em cũng muốn lên TV giống ba bạn trên thì đừng ngần ngại để lại bình luận của mọi người bên dưới nhé. Ngoài ra nhớ ấn một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm thêm nhiều chủ đề hay ho hơn nữa của Chainsaw Man nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye bye!